Di truyền y học là một bộ phận của di truyền học người, chuyên nghiên cứu phát hiện các nguyên nhân, cơ chế gây bệnh di truyền ở người và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, chữa trị. Ở cấp độ nghiên cứu, có thể chia các bệnh di truyền ở người thành hai nhóm là bệnh di truyền phân tử và các hội chứng di truyền liên quan đến các đột biến nhiễm sắc thể. Thứ nhất là bệnh di truyền phân tử, là những bệnh di truyền được nghiên cứu cơ chế gây bệnh ở mức độ phân tử. Nguyên nhân chủ yếu là do đột biến gen gây nên. Ví dụ như bệnh bạch tạng, phenylketonuria là do đột biến gen lặng trên nhiễm sắc thể thường. Mù màu, máu kho đông là do đột biến gen lặng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Dính ngón 2-3, túm lông ở vành tai do đột biến gen lặng trên nhiễm sắc thể giới tính Y. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm do đột biến gen trội trên nhiễm sắc thể thường. Mức độ nặng nhẹ của bệnh tùy thuộc vào chức năng của từng loại protein do gen đột biến quy định. Allele bị đột biến có thể hoàn toàn không tổng hợp được protein, tăng hoặc giảm số lượng protein hoặc tổng hợp ra protein bị thay đổi chức năng, dẫn đến làm rối loạn cơ chế chuyển hóa của tế bào và cơ thể. Ví dụ, bệnh phenylketonuria do đột biến gen mã hóa enzyme xúc tác chuyển hóa axit amin phenylalanin thành tyrosine. Khi ăn thức ăn có axit amin phenylalanin vào trong cơ thể, một gen qua phiên mã và dịch mã tạo enzyme chuyển hóa phenylalanin thành tyrosine. Tuy nhiên, khi gen bị đột biến không tạo ra được enzyme có chức năng, vì vậy phenylalanin không được chuyển hóa thành tyrosine và axit amin này bị ứ động trong máu, chuyển lên não gây đầu độc tế bào thần kinh, làm bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ, dẫn đến mất trí. Bệnh có thể được chữa trị nếu phát hiện được bệnh sớm ở trẻ và bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn kiêng với thức ăn chứa phenylalanin ở một lượng hợp lý. Thứ hai là hội chứng bệnh liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể. Các đột biến cấu trúc hay số lượng nhiễm sắc thể thường liên quan đến rất nhiều gen và gây ra hàng loạt tổn thương ở các hệ cơ quan của người bệnh, nên thường được gọi là hội chứng bệnh. Ví dụ, hội chứng ba tao, ba nhiễm sắc thể số 13, kiểu hình đầu nhỏ, sức môi tới 75%, tai thấp và biến dạng. Hội chứng X-quơ, ba nhiễm sắc thể số 18, kiểu hình tráng bé, khe mắt hẹp, cẳng tay gập vào cánh tay. Hội chứng Klinefelter, nhiễm sắc thể giới tính có 3 chiếc XXY, kiểu hình nam, chân tay dài, thân cao không bình thường, tinh hoàn nhỏ, suy đần không có con. Hội chứng 3X, nhiễm sắc thể giới tính có 3 chiếc X, kiểu hình là nữ, buồng trứng và dạ con không phát triển, thường rối loạn kinh nguyệt, khó có con. Hội chứng tất nơ, có một nhiễm sắc thể giới tính X, kiểu hình là nữ, lùn, cổ ngắn, không có kinh nguyệt, trí lực kém phát triển. Hội chứng đau, người bệnh có 3 chiếc nhiễm sắc thể số 21. Người mắc hội chứng đau thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày và hay thè ra, dị tật tim và ống tiêu hóa. Khoảng 50% bệnh nhân chết trong 5 năm đầu, người ta nhận thấy có mối liên hệ khá chặt chẽ giữa tuổi mẹ và khả năng sinh con mắc hội chứng đau. Tuổi mẹ càng cao thì tần số sinh con mắc hội chứng đau càng lớn. Về cơ chế phát sinh bệnh, trong giảm phân, do cặp nhiễm sắc thể số 21 của bố hoặc mẹ không phân ly tạo giao tử thừa N+1. Khi giao tử này thụ tinh với giao tử bình thường N sẽ tạo hợp tử 2N+1, tức có 3 chiếc nhiễm sắc thể số 21. Ung thư là một loại bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát của một số loại tế bào cơ thể, dẫn đến hình thành khối u, chèn ép các cơ quan trong cơ thể. Bình thường, gen trong tế bào sẽ kiểm soát quá trình phân bào từ 1 chia thành 2 tế bào, sau đó 2 tế bào lại phân thành 4, v.v. Quá trình này ngừng lại khi tế bào bị lão hóa. Tuy nhiên, khi gen bị đột biến mất khả năng kiểm soát quá trình phân bào, làm tế bào phân chia liên tục, dẫn đến hình thành khối u. Khối u được gọi là lành tính nếu không có khả năng di căn. Khối u được gọi là ác tính nếu có khả năng di căn, tách khỏi mô ban đầu vào máu, tái lập khối u ở nhiều nơi khác nhau, gây nên cái chết cho bệnh nhân. Về nguyên nhân và cơ chế gây ung thư còn chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, người ta cũng biết được một số nguyên nhân khác nhau dẫn đến ung thư
như do các đột biến gen hay đột biến nhiễm sắc thể. Ví dụ, mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 gây bệnh ung thư máu ác tính. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu tập trung vào hai nhóm gen kiểm soát chu kỳ tế bào mà sự biến đổi của chúng sẽ dẫn đến ung thư. Thứ nhất, gen tiền ung thư. Bình thường, chịu sự điều khiển của cơ thể chỉ tạo ra một lượng sản phẩm vừa đủ đáp ứng nhu cầu phân chia tế bào một cách bình thường. Khi gen bị đột biến, trở nên hoạt động mạnh hơn, tạo nhiều sản phẩm, làm tăng tốc độ phân bào, dẫn đến khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được. Đột biến gen này thường là đột biến trội, xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng và không di truyền. Thứ hai, gen ức chế khối u. Bình thường sẽ ức chế làm các khối u không hình thành được. Tuy nhiên, nếu gen bị đột biến làm gen mất khả năng kiểm soát thì các tế bào ung thư xuất hiện tạo nên các khối u. Loại đột biến gen này thường là đột biến lặng, xảy ra ở tế bào sinh dục và có thể di truyền. Người ta đã biết được một số gen gây bệnh ung thư vú ở người thuộc loại này. Bệnh ung thư hiện nay là một trong những bệnh nan y chưa có thuốc đặc trị. Người ta thường dùng tia phóng xạ hoặc hóa chất để tiêu diệt các tế bào khối u. Tuy nhiên, tia phóng xạ hoặc hóa chất thường gây những tác dụng phụ rất nặng nề cho cơ thể người bệnh. Do đó, để phòng ngừa các bệnh ung thư cần phải sử dụng thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe, có lối sống lành mạnh, tránh hút thuốc, uống rượu bia quá nhiều, kiểm tra sức khỏe định kỳ.